nhưng mà chúng ta đương nhiên cũng có một phần liên quan đến crypto và đây là một trong các phần mà được chia sẻ rất là nhiều các bạn nhưng mà thật ra đây là một phần nhỏ trong cuộc phỏng vấn này mà thôi và Warren Buffett ấy, thật ra những gì mà được chia sẻ trong cái cuộc phỏng vấn này cũng tương tự như những gì chúng ta đã từng nghe trong vòng bao nhiêu năm qua rồi nhưng mà nào mà không rành thì Warren Buffett là một trong những người mà không thích BTC. Từ những ngày đầu tiên luôn các bạn, chúng ta có thể lên trên Google tìm kiếm rất nhiều những cái cuộc phỏng vấn, những bài viết liên quan tới Warren Buffett. Giống như bài này từ tháng 10 năm 2017 đó, gọi Bitcoin là một cái bong bóng thật sự và không có lòng tin vào BTC. Chúng ta hay được năm 2019 thì gọi BTC là một cái thuốc chuột và sẽ có cái kết quả xấu. Và ông ta nói là cho dù của ai đó bán ông ta BTC 25 đô Ông ta cũng không có mua các bạn Từ lúc mà BTC mấy trăm đô Thì Warren Buffett đã là một trong những người mà lên tiếng nói là không thích rồi Và năm 2019 thì Warren Buffett đã gọi BTC là một cái công cụ để cờ bạc và có nhiều sự lừa đảo liên quan đến BTC Thì cái lần này khi mà phỏng vấn đó, Khi mà Warren Buffett nói BTC là một cái uh, token cờ bạc Thì cũng không có gì là quá lạ đâu Không biết là có thể là nhiều bạn mới tham gia Cho nên uh, cảm thấy đây là một cái thông tin gì đó lớn Nhưng mà thật ra đây cũng không có phải là cái gì quá lạ đâu Quan điểm của Warren Buffett thực sự là không có thay đổi trong vòng bao nhiêu năm qua Và thường cũng uh, không có nhiều kỳ vọng là nó sẽ thay đổi trong thời gian tới đây đâu các bạn Tại vì ông cũng đã không thích vàng cả đời rồi Tới bây giờ cũng vẫn không thích vàng Nhưng mình cũng sẽ lấy cái uh, video ngắn này để các bạn uh, có thể xem cái phần uh, liên quan đến BTC rồi các bạn có thể tự đưa ra cái cảm nhận cho bản thân của mình Cái mà Thuận nhận ra được trong cái video này đó thật ra không phải là Wonpil Buffett nói gì mà Thuận cảm thấy là thật sự lần này ông đã già rồi các bạn à, 92 tuổi rồi Nhưng mà thực sự vẫn còn rất là gần Nhưng mà cái giọng nói của Warren Buffett Tên Thuần cảm thấy cũng đã ít nhiều gì Cho thấy được là ông cũng giống như là yếu hơn So với những cái đợt trước đây Nhưng mà nào mà theo dõi Warren Buffett thường xuyên đó, Thì các bạn cũng đã biết Warren Buffett là một trong những người Mà rất là minh mẫn và nói chuyện đó cũng rất là có hồn Nhưng mà đợt này đó thì hầu như nó yếu một chút Đó là nhận định cá nhân của Thuần mà thôi Dù sao đi nữa nếu như mà có thể may mắn đến được tuổi 92 thì thường cũng I think everybody in the country spent all their time gambling, you know, flipping coins against each other. Uh, you know, somebody would win 20 times in a row, you know, every, what, million times or something like that. If you have 330 million people doing it. You've got 330 people that have called the coin flip correct or something. I mean, the urge to participate in something where it looks like easy money is... It, it's it's a human instinct which has been unleashed. It's always there. I mean, and, and uh, when my dad was in Congress in the in, in in the House Office Building, I could go to the elevator and yell Sammy, and a guy would come up to take numbers bets, which were illegal you know, on the fourth floor of, of the House Office Building. It, it it's people love the idea of getting rich quick. I don't blame them, but uh, I. I've always wanted to get rich slow and I have a lot of fun along the way, but but I don't. I'm not immune to it. I've, I've bet on football games. I made one wager in, 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 at, at the sports book in Nevada, and, and I was out there with a couple of friends, and and I went up and bet on Nebraska against it. And about ten people got up behind me and said, "I'll have what he's having." You know, it's going to make Ryan <laughs> <in> the movie. <laughs> and, and so they had a very unbalanced book when they got through that day, and I got five hundred. I, my 550 and i made a profit of 500 <laughs> and i had somebody else cash the ticket so i'm going to kill that's i just uh, it, it, it's so human and once unleashed you can't put it back in the bottle and something like bitcoin uh, you know it is something it's a gambling token and it doesn't have any intrinsic value and and you know Larry Summers was on a week because so it doesn't have any value. I mean, it doesn't have any value, but that doesn't stop people from wanting to play a roulette wheel and think that if there's thirty-seven, you know, at one zero and or double zero, it doesn't make any difference. Yeah, it makes a difference, and it's just shows now fast it eats up your money if you spend the rest of your life just spinning around roulette wheel. But they. feature the winners and people get excited about it. And that's why the slot machines make a lot of noise when they're paying out. I, don't know, how to turn back the clock on that. Thì các bạn đã thấy được là những gì mà Warren Buffett nói thì cũng không có gì quá lạ so với những gì mà ông đã từng chia sẻ trước đây. Nhưng mà cái điều mà thú vị nhất là cái câu cuối cùng của clip này các bạn thấy được là về BTC thì uh, tôi không biết làm thế nào để quay ngược đồng hồ có nghĩa là ngay cả Warren Buffett cho dù ông ta nghĩ sao về BTC thì ông ta cũng có một cái sự không nhận ít nhiều gì là BTC đã xuất hiện và sẽ không biến mất và sẽ ở lại đây chúng ta chỉ có thể chấp nhận BTC cho dù thích thì không thích gì đó thì BTC vẫn sẽ trở thành một phần của cuộc sống này và trên channel Thuận Capital đó, Thuận cũng đã bình luận khá nhiều về Warren Buffett rồi Thuận cũng sẽ không có lặp lại nhưng mà nào mà muốn biết rõ hơn các bạn có thể lên trên Youtube của Thuận rồi các bạn có thể xem rất nhiều video trong vòng 6 năm qua Thuận nói về quan điểm của Warren Buffett và Bitcoin Nhưng mà ngày hôm nay đó thì các bạn không cần phải nghe từ Thuận mà Thuận có một cái clip đến từ Anthony Pompliano Đây là cái cuộc phỏng vấn trên đài Fox Thì Anthony Pompliano cũng đã giải thích được là tại sao mà BTC có giá trị đây là một cái clip ngắn, một phút mà thôi thường chia sẻ để các bạn có thể nghe được quan điểm từ những người khác ngoài thuận ra họ nghĩ gì về BTC. Bitcoin specifically is a decentralized asset with a programmatic monetary policy. It is backed by the strongest computing network in the world. And if there is one thing in the world that I will bet my life on, It is the fact that Bitcoin's monetary policy will continue to execute exactly as designed. Whoa. No one in the legacy financial system can even tell me what the Federal Reserve's monetary policy is going to be a month or a couple of weeks from now. You, it's impossible to plan. The average American cannot plan their life. The average entrepreneur cannot plan their business because they don't know if the cost of capital is going to be 0% or 5%. They don't know if we're going to be in a quantitative tightening or quantitative easing. But Bitcoiners know the monetary policy till the day they die it is written in code audited by anyone in the world and as long as that code continues to execute that monetary policy will not change and that is the beauty is that you can trust an algorithm just as you do in the rest of your life you trust google to give you answers rather than ask your friend you trust spotify to give you music recommendations rather than ask a friend you trust google maps to give you directions rather than ask a friend and eventually i think you're going to trust an algorithm with your monetary policy more than you're going to trust any other human in the world Đó là nhận định đến từ Anthony Pomliano và thôi không thể đồng ý hơn. Nhưng mà về việc uh, có một số người nói BTC đây chỉ là cái trò may rủi mà thôi, là một sông bạc đó thì không nói riêng về những gì được chia sẻ bởi Warren Buffett ngày hôm nay mà nói chung tại vì đây là một cái nhận định thường cũng thường hay nghe. Thì quan điểm của Thuần này như thế này, 13 năm qua nếu như mà BTC đó là một sông bạc thì 13 năm qua đây là sông bạc duy nhất mà những người ở lại càng lâu Càng có kết quả tốt Tại vì sòng bạc bình thường đó là họ muốn các bạn ở lại càng lâu Thì các bạn sẽ càng thua nhiều tiền Cho dù các bạn may mắn thắng Các bạn cũng sẽ thua lại hết mà thôi Đó là lý do tại sao Mà khi các bạn đi casino đó Những cái sòng bạc lớn Thì các bạn được là Thứ nhất là họ không có Treo những cái đồng hồ trên tường Tại vì họ không muốn các bạn biết là Bây giờ là mấy giờ Thứ hai nữa là cái lối đi nó khá là ngoằn ngoèo các bạn. Các bạn để đi cái lối ra đó không dễ dàng kiếm được tại vì họ muốn các bạn đó đi vòng 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 trong đó chứ không thể thoát ra được. Tại vì các bạn ở càng lâu thì họ càng kiếm được nhiều tiền và các bạn có biết là ở trong sông bài đó thường cái tấm thảm họ để đó rất là khó nhìn. Các bạn nhìn một hồi các bạn sẽ chóng mặt. Thì một cái sòng bạc họ gây dựng tốn bao nhiêu tiền như vậy thì tại sao mà họ lại không thể mua cái tấm thảm nó đẹp mắt hơn Lý do tại vì họ không muốn các bạn nhìn dưới đất mà họ muốn các bạn nhìn xung quanh Họ muốn cái nhìn những cái đèn, những cái trò chơi trong sòng bạc đó Cho nên tất cả đó đều chỉ muốn giữ cho các bạn càng lâu càng tốt Tại vì các bạn ở càng lâu thì càng mất nhiều tiền Nhưng mà ngược lại đối với BTC đó thì các bạn được là những người mà có nhiều thành công trong thị trường này Những người mà ở lâu nhất các bạn thì được là chúng ta nếu nói những người mà mới đầu vào BDC này may mắn thì các bạn thì được là những người mà đi thu mua những năm như là năm 2015 thì cũng có nhiều thành quả những bạn nào mà thu mua năm 2017 cũng có nhiều thành quả luôn cho nên chúng ta được là đây là một trong những cái tài sản mà thật sự là có sự tăng trưởng theo thời gian và là một tài sản mà bây giờ được rất nhiều người công nhận là tài sản tăng trưởng phần trăm nhiều nhất mà chúng ta từng thấy trong lịch sử và sự thật đó, thì giá BDC dao động theo từng chu kỳ mỗi một chu kỳ đó là một bước ngoặt mới BDC đã trở thành một phần của thị trường tài chính rồi không có một trang tài chính lớn nào mà không có giá hoặc là đề cập tính BTC thường xuyên, BTC được xem như là tài sản, phương tiện thanh toán, tiền tệ hợp pháp và BTC là đề tài được quan tâm bởi các chính trị gia. Có người ủng hộ, đương nhiên có người chống đối. Nhưng mà điều này cũng là một dẫn chứng cho thấy được là cái này quan trọng cho nên mới có nhiều người đề cập đến ủng hộ hoặc là chống đối. Cho nên nếu nói BTC đã chỉ là cờ bạc là phủ nhận sự thật và nếu như mà bạn tìm hiểu BTC, tìm hiểu Proof of Work lạm phát rồi ra kết luận nên là bạn không thích BTC vì nó chẳng có giá trị gì đó với bạn như vậy thì cũng ok không vấn đề gì hết sâu sầu riêng cũng rất là thơm ngon nhưng mà không phải ai cũng nghĩ như vậy đáng tiếc đó là nhiều người quá bận chế giữ BTC họ không tìm hiểu họ chỉ nghe người khác nói rồi lặp lại mà thôi vì chế giữ BTC quan trọng hơn cả tìm cách cải tiến tài chính của họ đó là những điều mà tôi muốn chia sẻ ở đây với các bạn liên quan tới đề tài này rồi chúng ta còn một số những cái thông tin khác nữa tôi sẽ chia sẻ với các bạn ở phần cuối video này chúng ta có một cái ngân hàng đến từ Hồng Kông các bạn đây là ngân hàng có tên là ZA đây là một cái ngân hàng mà được tạo ra bởi một cái công ty cung cấp dịch vụ bảo hiểm ở Trung Quốc có tên là John An. Đây là một trong những cái công ty ở Trung Quốc nhưng mà bây giờ ngân hàng này ở Hồng Kông đó là một trong những ngân hàng mà họ sẽ mở cửa để mà cung cấp dịch vụ cho những công ty crypto chi tiết hơn đó là họ sẽ mở cửa chào đón những công ty web 3 thì cái mà họ sẽ làm đó là không phải là cung cấp dịch vụ trực tiếp cho người dùng mà thật ra họ sẽ cung cấp dịch vụ cho những cái sàn giao dịch những công ty mà họ muốn có hệ thống ngân hàng ở Trung Quốc họ ở trong ngành crypto thì đây đương nhiên là một trong những cái điều rất là tốt các bạn chúng ta thấy được là chúng ta ở Hoa Kỳ đó thì sau khi mà Signature Bank và Silvergate đã không còn nữa thì những ngân hàng lớn thì vẫn hỗ trợ crypto nhưng mà để có được một cái account thì nó khó khăn hơn nó tốn nhiều thời gian hơn thậm chí bây giờ đó Binance US vẫn chưa tìm được một đối tác ngân hàng chính thức họ phải dùng một công ty thứ ba việc này sẽ làm cho chậm trễ hơn về rút tiền nạp tiền vân vân nhưng mà bây giờ ở Hồng Kông đó không những là họ sẽ bắt đầu mở tay chào đón những công ty nhưng sau dịch có thể trở về Hồng Kông để có thể đăng ký và chúng ta bây giờ Bây giờ cũng có ngân hàng đứng ra để mà ủng hộ và đương nhiên đây tiếp tục là một dẫn chứng cho thấy được là có phải Trung Quốc thật sự là muốn dùng Hồng Kông để thử xem coi là chấp nhận crypto thì sẽ có lợi chi hay là không. Tại vì đây là một cái công ty mà thuộc công ty mẹ ở Trung Quốc. Và còn ngân hàng nào Trung Quốc đứng ra để mà ủng hộ nữa hay không chúng ta vẫn tiếp tục chờ đợi. Nhưng mà dù sao đây nữa đó chúng ta thấy được là cũng có rất là nhiều người trong đó có cả CZ gần đây cũng đã đưa ra nhiều cái thuyết ám chỉ là CZ muốn trở với Hồng Kông các bạn Các bạn thấy CZ nói là CZ nhớ điểm sắm ở Hồng Kông Và yeah, chúng ta được là CZ hôm qua chia sẻ là ngân hàng Hồng Kông hỗ trợ crypto Chúng ta sẽ thấy nhiều cái quỹ đầu tư, nhiều tiền sẽ đi ngược trở về Hồng Kông Và nếu chúng ta nói riêng về USDT Đây đã là 80 tỷ đô la vốn hóa rồi Và sẽ có nhiều những cái công ty stablecoin đến Hồng Kông nữa thì có phải là ám chỉ là Tether sẽ chuyển về Hồng Kông hay là không chúng Ta vẫn không biết nhưng mà chúng ta thấy được là có nhiều cái ám chỉ là sẽ có nhiều công ty dời về, về Hồng Kông rồi chúng ta cũng có một số những cái cập nhật à, liên quan tới FTX các bạn Chúng ta thứ nhất đó, là có một cái thông tin mà có thể nhiều bạn không muốn nghe Đó chính là các luật sư và đội cố vấn phá sản của FTX đó, Họ đã bỏ túi 32.5 triệu USD vào tháng 2 của năm nay thôi Một tháng thôi họ đã tính chi phí cao như vậy rồi Tại vì đương nhiên đây là một công ty mà đang khai bảo vệ phá sản Thì vẫn hoạt động, vẫn phải có cố vấn, vẫn phải có luật sư kế toán vân vân Tất cả đều phải có tiền hết các bạn Con số này đó, thì chưa tính khoản thù lao cho CEO hiện tại của FTX ấy, là John Ray đã tới người bỏ túi ba 30... trăm 5.000 đô la vào tháng 2 và mức thù lao vào tháng 3 là 329.000 đô một tháng. Lương rất là cao các bạn và các khoản tiền và chi phí mà FTX đã chi ra cho những luật sư, cộng sự, trợ lý pháp lý, kế toán, điều tra viên, giám đốc vẫn là một điều khó nuốt đối với những khách hàng mà đang chờ được bồi thường. Tại vì đây là cái số tiền mà để riêng ra để bồi thường khách hàng thì cái sự kiện này càng kéo dài thì càng ít tiền hơn tại vì phải trả lương cho những người này. Thì cái vụ phá sản này đó sẽ kéo dài bao nhiêu lâu thì chúng ta không có biết hiện bây giờ. Nhưng mà lại có thêm một thông tin rất là thú vị các bạn Đó chính là chúng ta nhận được thông tin là sàn FTX thu hồi được tổng cộng là 7,3 tỷ đô la tài sản Và có tin đồn là đang xem xét tiếp tục kinh doanh sàn vào quý 2 Đây là một cái thông tin cũng rất là bất ngờ Thì về việc tại sao lại kiếm được tới 7,3 tỷ đô la Thì có nhiều cái thông tin chúng ta đã nghe trước đây rồi Kế toán và kiểm toán của sàn FTX hầu như là không hề chặt chẽ Cũng có nhiều cái dẫn chứng cho thấy được là nhiều tiền đã bị hoang phí Chúng ta đều biết điều đó Nhưng mà có nhiều như là cái số lượng bị mất hay không đó Thì có thể là không nhiều đến như vậy Bây giờ họ vẫn tìm được những cái ví lạnh trong đó chứa tới mấy chục triệu đô la này các bạn các bạn nghĩ đi ví lạnh à, bị thất lạc ở trong công ty mà chứa tới mấy chục triệu mà họ tìm được đại rác như vậy thì chúng ta thấy được là cái quản lý của sàn FTX như thế nào rồi và nhiều bạn có hỏi thuận là nếu như mà họ thật sự là kinh doanh trở lại thì có phải là SBF sẽ trở lại làm CEO hay không thì nhiên không phải đấy các bạn SBF bây giờ đó là đang chờ ngày ra to và là một trong những nghi phạm trong cái đợt chiến tụng của SEC, FTC và đương nhiên bị khởi tố bởi bộ tư pháp và hiện bây giờ đó sàn FTX đã có CEO mới rồi cho nên cho dù là có mở cửa trở lại đó thì cũng không phải là SBF đâu nhưng mà sau khi mà nghe thông tin này đó thì các bạn thấy được là token FTT đã tăng 97% các bạn <laughs> sau khi có thông tin này rồi thông tin cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là những bạn nào mà sử dụng Binance US mà các bạn đang lưu trữ thứ nhất là đồng Tron thứ hai là đồng Spell hai đồng này đó sẽ bị delist vào ngày 18 tháng 4 cho nên uh, những bạn nào mà đang lưu trữ thì cần phải biết thông tin này. Các bạn có thể bán, có thể di chuyển qua cái ví cá nhân của mình. Binance mà đi list đó, đó chính là Binance US các bạn, không phải là Binance.com, đây là chi nhánh ở Hoa Kỳ mà thôi. Và đây cũng là một thông tin cũng khá là bất ngờ các bạn, tại vì đồng Tron vẫn là một trong những đồng lớn hiện bây giờ. Thì tại sao đi list như vậy thì uh, đương nhiên chúng ta không có biết rõ ngoài trừ những cái thông tin chia sẻ chung chung đến từ Binance US Nhưng mà chúng ta cũng đã biết là Justin Sun thì gần đây uh, cũng đã bị chỉ trích nói là token tròn Thứ nhất là một cái token chứng khoán mà không đăng ký Thứ hai nữa đó là bị cáo buộc Justin Sun dùng tiền để mà bơm thổi đồng tron này đó cũng có thể là lý do tại sao mà sàn Binance US thì bây giờ đó đang bị dòm ngó họ không muốn dính dáng đến vụ này cũng có thể đó là lý do các bạn. Và sau khi có thông tin này đó thì TokenToy ngày hôm nay giảm 2.2% cũng không có nhiều lắm đâu các bạn. Và đây là thông tin cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay và đây là tất cả những thông tin mà thuần muốn chia sẻ với các bạn trong mọi video ngày hôm nay thuần hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thuần capital thì có thể bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, CoinEx, OKX, Binance và một số những dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn. Và trong video ngày hôm nay đó chúng ta cũng có một nhà tài trợ các bạn Nhưng mà nhà tài trợ đó chính là bản thân của Thuận Capital Thì như bạn có đã biết là Thuận đang gây dựng một cái kênh Thuận Capital Short Đây là một cái kênh mà có những cái video ngắn hơn để các bạn có thể dễ dàng theo dõi và nắm bắt nội dung Nhưng mà nào mà có thú đó thì có thể tham gia đăng ký vào kênh Thuận Capital Short cũng như là Thuận Capital cũng đang gây dựng kênh Cost TV các bạn và cũng gây dựng một thời gian dài rồi đây cũng là một cái trang web các bạn có thể sử dụng để mà xem những video của Thuận Capital và các bạn có thể tương tác để có thể kiếm được token cũng tương tự như là Steam ngày xưa nhưng mà nào mà có thú đó thì có thể tham gia vào kênh Cost TV hay là kênh Thuận Capital Short.